Trước tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh trong cộng đồng, nhu cầu tiêm vaccine càng trở nên cấp thiết. Long An đã lên kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với sự huy động lực lượng của ngành y tế địa phương. Về hệ thống tiêm chủng, toàn tỉnh hiện có 218 cơ sở tiêm chủng có đủ năng lực tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó có 211 cơ sở công cộng, gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa Long An, 3 bệnh viện đa khoa khu vực, 15 trung tâm y tế tuyến huyện, 3 đơn vị cơ sở 2, 188 trạm y tế và tổ công tác y tế. Ngoài ra còn có 7 cơ sở tư nhân, gồm 3 bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, Đa khoa Long An Segaro, Đa khoa Tân Tạo, 3 phòng khám tư nhân Giang An, thành phố Tân An, Phú Khang, Bến Lức, Mỹ Hạnh, Đức Hòa và một trung tâm tiêm chủng VNVC. Về năng lực tiêm chủng, ngoài nhiệm vụ tiêm chủng thường xuyên, thì 218 đơn vị trên có thể tổ chức tiêm hoặc tham gia hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 với số lượt người theo quy định không quá 200 người một ngày một đội tiêm. Như vậy, tính chung toàn tỉnh, tổng năng lực có thể huy động đạt 35.000 đến 43.600 mũi tiêm một ngày.